Tin Ngân nói: Bác ơi, con thấy mọi người đưa dấu thiên tâm cho bác điển, vậy con ở Việt Nam được bác điển thì có hiệu lực không bác? Điển mà cầm vô á thì dĩ nhiên người mình có điện phải không? Bảy dòng hào quang là có điện dữ lắm, điện mạnh lắm, thì cầm vô gì thì cái đó nó sẽ sáng. Sáng cái đó đó là một chuyện, khi mà ra bóng tối á, trong vô vi mấy con ma nó nhìn thấy phát lên hào quang thì nó né, còn nếu mà nhìn tối thui thì nó lủi vô, nó khác nhau chỗ đó. Nhưng mà cái chủ yếu á là mọi ai á mà ngồi gần đây nè thì là mấy chư vị hộ pháp, mấy ông đang đứng hai bên đây nè, mấy ông thấy ai bị gì là mấy ông cũng gỡ được rồi. Nghiệp hay là bị trượt hay là bị gì á là mấy ông ở đây mấy ông giúp. Cho nên đúng ra đó, mà mình mà làm đúng cái phương cách đó là thì có cái bà phải kêu mọi người niệm Phật, rồi mình phải nói đàng hoàng, tại mấy vị cần cái comment, comment là phải nói ra miệng. Tất cả các quý vị có mặt hiện diện trong phòng ở đây, ngồi im và mình cùng niệm câu Phật, niệm Phật này: Nam mô gì gì đó, đại khái chị sẽ nói sao. Rồi đây là một cách chữa bệnh tập thể, nếu mà đúng ra phải làm như vậy mỗi lần, mỗi thứ bảy ở đây đúng không? Nhưng mà tại sao mình không làm? Sao vậy hả? Làm bị chửi nữa. Mặc áo này, áo vest, người ta cần mặc áo vàng người ta mới làm được. Cho nên Kiệt phải năn nỉ mấy vị, nhưng không có nói được, nhưng mà mấy vị cứ giúp đi, giúp giùm ấy làm ơn. Nhưng mà nói người tốt người ta mới lên đây, người ta ngồi người ta bỏ thời gian lên đây phải không, lặn lội đồ đường xa đồ, mấy vị cứ gỡ trượt đi, gỡ nghiệp giùm đi. Chứ còn ở Việt Nam á, đúng ra đó là cái công thức đàng hoàng, thì trong cái khoảnh khắc đó, đó là mấy vị bay chưởng vô đầu. Nhưng mà mình phải niệm, mình phải xin, tại vì nghiệp của chúng ta không xin mấy vị đâu có làm giùm cho mình được. Nhưng mà khi mà mấy vị kể nể kiệt á, mấy vị sẽ làm. Mình phải niệm đàng hoàng Nam mô gì thường á, nếu mà đúng á mình phải là niệm gì nghe: Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tức là trên trời có 36 ông trời lận, mình nó Nam mô Ngọc Hoàng nữa, biết có ông nào Nhất Thiên Thiên, nghĩa là một ông trời tối cao nhất. Không, mình xin cái gì á mình phải xin cha trước, thì cha mới ban lệnh cho mấy vị thần đứng đây, mấy vị thánh đứng đây trị bệnh tập thể. Cho nên dầu có 5.000 người, 10.000 người thì cũng xin trị bệnh được hết á. Nhưng mà lâu nay á là mình trị bệnh âm thầm, tại mình lộ liễu quá, chúng chửi mày là ngốc mà sao mà trị bệnh được. Vậy mình trả lời làm sao? Khó lắm à, quá dễ. Chúng sanh tâm tánh cương nghì lắm, không phải dễ mà cho họ hiểu. Rồi sao mình khấn mẹ: Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu. Nghĩa là mình khấn hai cái đó, tức là ngoài kia đó tất cả những vị Bồ Tát, những vị Thánh Mẫu, có muôn trùng Thánh Mẫu, hàng nghìn Thánh Mẫu, bây giờ ai cũng kêu mẹ là Phật Mẫu Diệu Trì. Nhưng mà Phật Mẫu Diệu Trì có nhiều lắm, mà địa mẫu là trái đất, nhưng mà kêu mà đúng tên mẹ mà mẹ hiểu liền đó, là cái đó. Trong tất cả các mẫu bên bên cõi nào cũng có mẫu hết, mà mình muốn kêu mẹ mình đó, là cái đó, tại trên dạy việc từ nhỏ vậy. Chứ giờ hồi xưa đâu có biết, cứ nói mẫu mẫu thiếu gì mẫu.